Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề tạp chí ngân hàng được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, khép lại quý 1, tăng trưởng tín dụng ước tăng 3,5% theo như công bố đưa ra từ Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Kết quả này có cao hơn so với mức tăng tín dụng bình quân của cùng kỳ giai đoạn 2013 cho đến 2016, nhưng đã chậm lại so với mức tăng trưởng là 4,03% ghi nhận trong quý 1 của năm 2017. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cho tín dụng tăng trưởng chậm lại trong 3 tháng đầu năm nay? Kịch bản nào cho tăng trưởng tín dụng giai đoạn cuối năm? Chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này sẽ giúp quý vị có cái nhìn đa chiều hơn về tất cả những vấn đề nêu trên. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên, mời quý vị cùng nhìn lại kết quả điều hành tín dụng 3 tháng đầu năm qua phần tổng hợp của chúng tôi sau đây. Theo báo cáo từ Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, quý 1 năm 2018, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế ước tăng 3,5% so với cuối năm 2017. Kết quả này cao hơn so với mức tăng tín dụng giai đoạn 2013-2016, nhưng lại thấp hơn so với mức tăng trưởng 4,03% của cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tín dụng Việt Nam đồng ước tăng 3,3%, chiếm 91,9% tổng dư nợ, trong khi tín dụng ngoại tệ tăng 5,4%, chiếm 8,1% tổng tín dụng. Tín dụng chung và dài hạn có dấu hiệu tăng trở lại trong các tháng đầu năm 2018. Quý 1 năm 2018, tín dụng chung và dài hạn tăng 4,3%, trong khi tín dụng ngắn hạn tăng 2,6%. Tỷ trọng tín dụng chung dài hạn khoảng 53,2%, cuối năm 2017, tỷ trọng này là 52,8%. Cũng theo báo cáo quý 1 năm 2018 của cơ quan này, vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và cá nhân tăng 3% so với cuối năm 2017, huy động bằng Việt Nam đồng tăng 3,7%, huy động ngoại tệ giảm 3,1%. Thưa quý vị, tín dụng 3 tháng đầu năm ước tăng 3,5%, trong khi đó cùng kỳ năm ngoái, con số tăng trưởng tín dụng đã lên tới 4,03%. Việc tín dụng tăng trưởng chậm lại trong thời gian vừa qua được giới ngân hàng lý giải như thế nào? Mời quý vị cùng đến với phóng sự sau đây của chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết. 3,5% là mức tăng tín dụng quý 1 năm 2018 so với cuối năm 2017, thấp hơn con số tăng trưởng 4,03% của cùng kỳ năm trước, theo ước tính của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Theo các chuyên gia kinh tế, tăng trưởng tín dụng trong quý 1 năm nay chậm lại so với cùng kỳ năm trước là hoàn toàn bình thường, khi mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm 2018 được Ngân hàng Nhà nước đưa ra chỉ duy trì ở mức 17%, thấp hơn so với mục tiêu 18-20% trong năm 2017. Tôi đánh giá là thực ra chúng ta mới đi được quý 1 thôi và vẫn còn 3 quý ở phía trước. Và thực ra cái quý 1 cái số nó cũng khá là thường là dao động khá là mạnh giữa các năm. Tuy nhiên thì ngay từ quý 1 chúng ta có vẻ như là xuất phát chậm hơn so với cả cùng kỳ năm ngoái. Nó cũng có thể xuất phát từ cái lý do là có thể năm nay ngay từ đầu Ngân hàng Nhà nước họ cũng đã đặt một cái target về tăng trưởng tín dụng ở mức không quá cao. Ví dụ như năm nay chỉ khoảng đâu đó 17% chẳng hạn. Còn trong khi năm ngoái thì thậm chí đã có thời điểm chúng ta sẵn sàng đặt những cái mục tiêu cao hơn 17, 19, thậm chí 20, 21. Thì năm nay ngay từ đầu nhà điều hành họ đã phát đi tín hiệu là có thể tín dụng trong năm nay sẽ tăng trưởng ở cái mức độ thấp hơn so với năm ngoái. Cho nên là bản thân các ngân hàng cũng sẽ phải chịu chung đối với cả cái chính sách chung như vậy. Còn theo đại diện một ngân hàng thương mại nhà nước, việc tín dụng 3 tháng đầu năm của các ngân hàng thương mại tăng thấp hơn so với cùng kỳ, một phần vì mục tiêu tín dụng năm nay được kiểm soát chặt hơn. Phần nguyên nhân khác nằm trong chiến lược hoạt động của các ngân hàng thương mại, bởi hiện nay, đa số các ngân hàng đều đẩy mạnh tăng trưởng về chất thay vì mở rộng số lượng như giai đoạn trước đây. Sau một thời gian chúng ta đã dành nguồn lực để phát triển về mặt quy mô, mở rộng cái thị phần, thì đến nay chúng ta sẽ phải tập trung vào các cái biện pháp để phát triển sản phẩm dịch vụ, tăng cường khả năng thâm canh trên chính cái lực lượng khách hàng chúng ta đã khai thác được, cũng như là phát triển các cái khách hàng mới một cách hợp lý, phù hợp với các cái điều kiện thực tế của chúng ta cũng như là xu hướng phát triển của thị trường Việt Nam. Chia sẻ tại diễn đàn Ngân hàng 2018 hướng tới phát triển bền vững, ông Phạm Thanh Hà, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tín dụng dù tăng chậm hơn, song hai năm 2017-2018, tín dụng đã đồng đều hơn so với trước đây. Chất lượng tín dụng là điều mà Ngân hàng Nhà nước luôn yêu cầu các ngân hàng thương mại phải đặt lên hàng đầu. Có như thế, an toàn hệ thống mới được củng cố. Đơn vị liên quan của Ngân hàng Nhà nước thì vừa ra tín dụng vừa phối hợp để kiểm soát tốc độ tăng trưởng, chất lượng tín dụng để đảm bảo cho tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng ở hướng và các lĩnh vực sản xuất
kinh doanh và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời là liên tục cảnh báo với các tổ chức tín dụng là kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Điểm mới của hai năm trở lại đây 2017-2018 đó là tín dụng tăng trưởng khá đều ngay từ đầu năm, và điều này cũng đã phản ánh được cái ổn định của nền kinh tế đã tốt hơn rất nhiều so với thời gian trước đây. Thay vì tăng trưởng về số lượng, chúng ta được tăng trưởng chất lượng, thì đó là cái yếu tố để chúng ta và tăng trưởng chất lạc của tiền tệ. Cũng tại hội nghị này, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến hết tháng 4 năm 2018, tín dụng toàn ngành đã lên tới trên 5% và tương đối đồng đều với tốc độ huy động vốn. Cùng với sự tăng chậm của tín dụng, lĩnh vực được cho là hấp dẫn tín dụng thời gian trước đây là bất động sản đã được các ngân hàng thương mại kiểm soát chặt chẽ hơn trong 3 tháng đầu năm nay. Dòng vốn cũng đang được tập trung đổ vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên. Sau đây là ghi nhận ý kiến đánh giá từ các chuyên gia. Theo số liệu của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tăng trưởng tín dụng 5% trong những tháng đầu năm thì có đến 70% chảy vào lĩnh vực sản xuất, còn lại khoảng 25-30% chảy vào lĩnh vực phi sản xuất, tức là các lĩnh vực chứng khoán, đầu tư bất động sản, đầu tư ngoại tệ, vàng. Đây được xem là dòng vốn chảy vào các lĩnh vực đúng theo định hướng điều hành cũng như sự mong mỏi của nhà điều hành chính sách tiền tệ. Có một cái tích cực là cái dòng vốn nó vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh nó có xu hướng tăng hơn, và lĩnh vực bất động sản nó đã có dấu hiệu là đã chậm lại, thì đó là một sự tích cực cho cái kinh tế mà chúng ta mong muốn sắp tới. Giải thích vì sao tín dụng vào bất động sản chậm lại, tiến sĩ Đinh Thế Hiển cho rằng mỗi ngân hàng thương mại đều có sự cân đối tỷ lệ vốn theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực bất động sản để tránh những rủi ro về thanh khoản khi thị trường phát triển quá nóng. Nếu chúng ta coi là cái cung tiền của nền kinh tế là như nhau, thì năm đó, năm 2017-2018 và 2017-2018 hiện tại là như nhau. Nhưng vấn đề của chúng ta là cái room mà của tiền đổ vào cái khu vực bất động sản, cái người ta gọi là cái hạn mức tín dụng đó, lúc đó chúng ta 30-mấy%. Trong khi đó chúng ta ở đây là hiện tại chúng ta ở khoảng năm vừa rồi khoảng 16-17%. Bất động sản là tăng quá mạnh giá, và như vậy nó có thể tạo rủi ro về thanh khoản nếu như ngân hàng mà thu hồi nợ mà giá bị sụt giảm. Từ đó ngân hàng họ sẽ có hai cái yếu tố để điều chỉnh. Thứ nhất là cân đối lại nguồn vốn bất động sản để hạn chế tín dụng, hạn chế đối tượng. Thứ hai là một tỷ lệ cho vay thì họ sẽ có những cái giá để mà tăng cái độ an toàn, khiến cho một cái nguồn vốn cung ứng cho một món vay cụ thể nó sẽ giảm đi. Là điều này sẽ giúp cho là bất động sản, tín dụng bất động sản được kiểm soát tốt hơn để tạo được một tính an toàn. Một điều mà các chuyên gia nhấn mạnh về những con số trong tăng trưởng tín dụng ở từng lĩnh vực, đó là bản chất thực sự của những con số. Tôi nói ví dụ như là hiện nay thì cái dòng vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng chảy vào trong lĩnh vực bất động sản thì nó khoảng gần 16%. Tuy nhiên thì đó là con số liệu báo cáo, thì nhưng mà cái bản chất thì cái dòng vốn chảy vào bất động sản hiện giờ nó đang hiện hữu ở những lĩnh vực khác. Tôi nói ví dụ như là cho vay tiêu dùng hay là cho vay trong lĩnh vực xây dựng. Cho nên là hơn bao giờ hết các cơ quan thanh tra giám sát, cơ quan quản lý nhà nước cũng phải cần để xem xét đánh giá cái bản chất thực sự, để mà từ đó chúng ta có các số liệu chính xác hơn, để mà chúng ta đưa ra những cái phân tích, những cái giải pháp nó phù hợp hơn, và chúng ta chuyển cái dòng vốn chảy vào các lĩnh vực phi sản xuất vào trong các cái lĩnh vực sản xuất đúng như theo cái sự mong muốn của các cơ quan điều hành chính sách tiền tệ của nhà nước. Cũng theo tiến sĩ Bùi Quang Tín, để tín dụng thực sự chảy vào lĩnh vực sản xuất thì các cơ quan chức năng phải tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được nguồn vốn dễ dàng hơn. Đồng thời, những lĩnh vực phi sản xuất thì phải chú ý công tác thẩm định các dự án để đảm bảo an toàn nguồn tín dụng cho hệ thống ngân hàng. Trong cơ cấu tín dụng quý 1, tín dụng chung dài hạn đang có dấu hiệu tăng trở lại từ mức dưới 3% cùng kỳ năm trước lên mức 4,3% trong 3 tháng đầu năm 2018. Xu hướng này cho thấy cung cầu vốn chung và dài hạn đã được cải thiện so với trước đây. Tuy nhiên, nếu nhìn về dài hạn, nếu tín dụng chung và dài hạn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, thì rủi ro là khó tránh khỏi. 4,3% là mức tăng trưởng tín dụng chung dài hạn trong quý 1 năm 2018. Trong khi đó, quý 1 năm 2017, mức tăng trưởng tín dụng chung dài hạn chỉ vào khoảng 3%. Điều này cho thấy cung cầu vốn chung dài hạn đã có sự chuyển biến tích cực hơn trong thời gian vừa qua.
Doanh nghiệp ấy, mà nhất là doanh nghiệp ở Việt Nam thì đa phần là doanh nghiệp vừa nhỏ, mà trong một cái bối cảnh mà không đầu tư khoa học công nghệ thì không nâng cao được năng lực cạnh tranh, không nâng cao được năng suất lao động. Do đó là muốn đầu tư khoa học công nghệ thì buộc phải vay chung và dài hạn. Nên là nhìn ở góc độ doanh nghiệp, ở góc độ nền kinh tế thì đây là những tín hiệu vui, tín hiệu tích cực. Thì cái đó chứng tỏ rằng là hệ thống ngân hàng thương mại cũng đã và đang đẩy mạnh hơn cho vay chung dài hạn đối với nền kinh tế và cũng đã huy động được nhiều nguồn vốn chung dài hạn từ nền kinh tế, chứng tỏ niềm tin của người dân đối với ngân hàng và của ngân hàng đối với doanh nghiệp nó đã được tăng lên đáng kể. Bên cạnh mặt tích cực này, các chuyên gia kinh tế cũng chỉ ra rằng quy định giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn từ 50% xuống còn 45% năm 2018 và 40% vào năm 2019 tới đây sẽ khó hoàn thành nếu như tín dụng chung dài hạn vẫn tiếp tục tăng như trong quý 1 vừa qua. Đây cũng là yếu tố gây khó khăn cho câu chuyện giảm lãi suất. Từng bước để giảm cái việc dùng vốn ngắn hạn để cho vay chung và dài hạn xuống, nhưng mà từ năm 2016 cũng chưa thực hiện được, đến năm 2017 cũng chưa thực hiện được. Bây giờ lại đưa ra là đến năm 2018, đến 31 tháng 12 năm 2018 thì tỷ lệ này phải giảm xuống. Thế thì muốn cái tỷ lệ này giảm xuống mà khi các ngân hàng lại cho vay chung dài hạn lại tăng lên, thì vậy một câu hỏi đặt ra là vậy thì bao giờ mình thực hiện được tỷ lệ này? Bởi vì một khi mà vốn chung và dài hạn huy động còn hạn chế, mà cho vay chung và dài hạn chủ yếu lấy vốn ngắn hạn để cho vay chung dài hạn thì rủi ro kỳ hạn cho ngân hàng luôn luôn ở mức cao. Và đấy mới là cái yếu tố, một trong cái cạnh yếu tố là làm cho lãi suất cho vay cũng khó giảm. Với tỷ trọng gần 55% cho vay chung dài hạn hiện nay, nếu những tỷ lệ an toàn về dòng vốn không được nghiêm túc thực hiện, về dài hạn thì những rủi ro đối với hệ thống là khó tránh khỏi. Về lâu về dài thì cái đó nó cũng có thể là thiếu bền vững, bởi vì rõ ràng là bản chất của ngân hàng thương mại là phải huy động vốn và vốn liếng chung dài hạn cũng không phải là nhiều lắm, và như thế thì nếu như mà cho vay chung dài hạn nhiều quá thì cũng dẫn đến cái rủi ro về thanh khoản, rủi ro về kỳ hạn lâu dài đối với hệ thống ngân hàng thương mại. Chính vì thế, để bù đắp được cái chuyện nguồn vốn chung dài hạn thì cái thị trường vốn phải phát triển tốt hơn nữa. Thận trọng khi xem xét cho vay vốn chung dài hạn cũng như hạn chế dòng vốn này chảy vào những lĩnh vực rủi ro như bất động sản vẫn là điều mà các ngân hàng cần phải đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Với kết quả đạt được từ quý 1, chính sách tín dụng từ nay cho đến cuối năm sẽ được điều hành như thế nào? Phóng viên VTV đã ghi nhận một số ý kiến về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Với chỉ tiêu tín dụng, ngay từ đầu năm 2018 trên cơ sở các cân đối vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước đã đề ra mức tăng trưởng dự kiến năm 2018 là 17%, tổng phương tiện thanh toán tăng 16%. Thực tế, 4 tháng đầu năm nay, tín dụng tăng trưởng hợp lý trên 5% và tăng hơn mức khá cao so với các năm trước đây, thường chỉ 3-3,5% thời gian đầu năm. Với kết quả này, Ngân hàng Nhà nước vẫn kiên định với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 17% trong năm nay. Đối với tăng trưởng năm 2018 này, thì theo Ngân hàng Nhà nước đánh giá thì là hiện tại các tăng phù hợp với các cân đối vĩ mô và phù hợp với cả tổng phương tiện thanh toán, phù hợp với tốc độ tăng trưởng của quy động vốn, thanh khoản của vốn được ổn định và bằng lãi suất ổn định. Và chúng tôi tiếp tục theo dõi cái tăng trưởng tín dụng, và đến bây giờ thì tôi cũng thấy là chưa có yếu tố nào cần thiết phải có cái sự điều chỉnh của chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của năm nay. Còn tại các ngân hàng thương mại, trong bối cảnh zoom tín dụng của các ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước kiểm soát, nhiều ngân hàng thương mại cho biết từ nay cho đến cuối năm, thay vì mở rộng về lượng, các ngân hàng sẽ tập trung đẩy mạnh hơn nữa nguồn tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tài chính tiêu dùng. Đây cũng là lĩnh vực hứa hẹn thu nhập cao cho các tổ chức tín dụng. Nếu chúng ta để ý thì cái phân khúc SME tại thời điểm này thì vẫn chưa được phục vụ tốt trong các cái trade finance, trong thanh toán quốc tế. Bởi vì dù sao các ngân hàng vẫn đang nhìn nhận họ là họ hoạt động sổ sách chưa được đàng hoàng, có vẻ đâu đó vẫn còn hơi, nói như các cụ nói là hơi nhôm nhoam, thì chúng tôi sẽ tăng cường đi vào cái phân khúc đó để chúng tôi cung cấp dịch vụ trọ tốt hơn. Giảm dần cái tỷ trọng tín dụng rồi là đầu tư cho các khu vực, các cái doanh nghiệp có quy mô lớn để thay vào đó phát triển các dịch vụ và tăng cường thúc đẩy cái tốc độ tăng trưởng mạnh hơn đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như là các cái doanh nghiệp siêu nhỏ rồi các hộ gia đình, các cái cá nhân cũng như là các nhu cầu tài chính tiêu dùng của Việt Nam. Cũng theo các chuyên gia kinh tế, chính sách tiền tệ hỗ trợ rất lớn cho tăng trưởng kinh tế 2017 mà vẫn đảm bảo ổn định tiền đồng, cân đối vĩ mô. Nhưng hiện nay tăng trưởng kinh tế quý 1 rất tốt, sức cầu nội địa tốt, xuất khẩu tốt,
sản xuất chế biến chế tạo tăng trưởng mạnh, đến tháng 4 tăng 14% so với cùng kỳ. Vì vậy, chính sách tiền tệ nói chung và chính sách tín dụng nói riêng sẽ không cần nới lỏng trong thời gian tới. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này của chúng tôi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.